thì các dịch vụ được cung cấp với việc bán sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ giao hàng, dịch vụ trả hàng và hoàn tiền đều được công bố đầy đủ và rõ ràng. Đó, khi mà anh chị đang nếu anh chị đang sản phẩm bình thường thôi trên TikTok Shop thôi mà không gắn link vào các video ấy thì TikTok Shop ít khi phát hiện ra. Nhưng mà khi anh chị đã thương mại hóa bằng cách là gắn link TikTok Shop ấy, thì mặc định ấy, TikTok Shop duyệt rất là gắt gao. Nhờ em đã bị một trường hợp đó là bị xóa đi cái tài khoản cái sản phẩm đó khi mà em gắn link vào một video và quảng cáo đó là hình dưới hình thức TikTok Shop nhận định đó là hàng giả hàng nhái thì TikTok Shop đã xóa đi sản phẩm đó. Thì anh chị nên lưu ý phần này để làm sao mình tránh được cái vi phạm nhiều nhất có thể. Bởi vì khi mà anh chị bị điểm vi phạm như em, shop của em ở đây đang bị điểm vi phạm, thì khi mà mình bị quá nhiều ấy thì nó sẽ dẫn tới việc là shop không thể hoạt động bán được nữa. Thì phần này em sẽ chia sẻ sau, em sẽ nói thêm về phần khác ở đây là quảng cáo sản phẩm không liên quan. Đối với quảng cáo sản phẩm không liên quan đó là khi mà nhà bán hàng livestream video ăn uống tuy nhiên không giới thiệu và bán sản phẩm về quần áo, nhưng mà không giới thiệu và bán sản phẩm quần áo như là sao? Anh chị đang ăn, như là cái khung hình trực tiếp của mình đó là ăn và là thức ăn, đồ ăn đang ăn, tuy nhiên các anh chị lại nói về quần áo mà không biết quần áo ở đâu, thì TikTok Shop mặc định đó là anh chị giới thiệu những sản phẩm không liên quan gì đến việc sản phẩm anh chị gắn link, do đó TikTok sẽ đánh vi phạm đối với những anh chị đó. Thế là nhà bán hàng đang giới thiệu sản phẩm về chăm sóc da, tuy nhiên liên kết trong rõ ràng là sản phẩm nội, đó là những sản phẩm không liên quan. Đối với anh chị mà anh chị không hiểu thì TikTok sẽ xóa, thứ nhất xóa liên kết chứ không xóa video và cũng không xóa sản phẩm, bởi vì TikTok cho rằng đó là những cái việc làm nó không đúng và giới thiệu quảng bá sai sản phẩm và không đúng với video rồi quảng bá. Thì tiếp theo đó là nhà bán chơi game đang bán các mặt hàng ăn uống và không có thông tin giới thiệu về sản phẩm, nghĩa là mình không tập trung vào bán hàng, mình chỉ gọi là mình ngồi đó mình chơi và mình không có thông tin gì về cái việc bán hàng gì cả, thì sản phẩm sẽ cũng không liên quan đến với cái video đó. Từ đó cái việc mà anh chị bị xóa liên kết với video là chuyện rất là dễ hiểu. Nó không giống như cái việc chúng ta sử dụng affiliate và chúng ta cứ đăng sản phẩm, nghĩa là nó chỉ cần một câu từ là người dùng có thể hiểu, nhưng TikTok không hiểu, nên là các anh chị phải lưu ý đó là một video cho một sản phẩm. Tất nhiên thì vẫn có thể là một video cho nhiều sản phẩm, nhưng cái nội dung của anh chị phải có nhiều sản phẩm trong đó. Đó, tiếp theo là nội dung giật gân hoặc gây sốc. Nhà sáng tạo bị cấm tải lên hoặc chia sẻ nội dung giật gân hoặc gây sốc có thể gây khó chịu cho người dùng, vui lòng không đăng tải, tải lên, tải xuống hoặc phân phối loại nội dung này. Thì anh chị nên lưu ý những nội dung như sau. Nội dung bạo lực hoặc đồ họa về cái chết, tai nạn, hài cốt của người bị phân mảnh, cắt xén, cháy thành than hoặc bị đốt cháy. Thì tất nhiên là có trên TikTok cũng có nhiều người lách được cái việc này bằng cách sử dụng icon hoặc là các hình ảnh khác làm mờ, làm nhiễu, che đi những bộ phận nhạy cảm, những phần nhạy cảm. Thì tất nhiên các anh chị vẫn lách được, nhưng tuy nhiên những cái sản những cái video đó truyền tải những nội dung xấu độc, nên anh chị vui lòng không sử dụng hoặc không tham gia phân phối những cái dòng sản những cái sản phẩm video đó. Tiếp theo đó là hình ảnh máu me với những hình chủ đạo là vết thương hở hoặc thương tích và bạo lực thân thể, đánh nhau hoặc tra tấn trong thế giới thực, việc giết hại hoặc cái chết phi tự nhiên của động vật.
hài cốt động vật bị phân mảnh cắt xén cháy thành than hoặc bị đốt cháy, nội dung độc ác vào máu me với động vật. Thì đây là những nội dung xấu, độc hại, gây không phù hợp đối với trẻ dưới 18 tuổi, nên TikTok đang có những cái biện pháp phòng tránh đối với những người dùng phát tán những video độc hại đối với những trẻ chưa 18 tuổi, nên anh chị cần lưu ý. Đối với những cái video kể cả không có gây sốc gần nhưng hở hang hay là 18 cộng đều sẽ bị TikTok kiểm duyệt, do đó anh chị cũng không nên có những cái hình ảnh 18 cộng. Nói chung là cơ bản khi mà anh chị khi bán hàng trên TikTok Shop thì nó sẽ duyệt rất là nhiều về nội dung, anh chị phải học làm sao mà nhuần nhuyễn nhất về tất cả các nội dung của TikTok Shop. Thì học ở đâu? Học ở trên phần đó là website TikTok Shop University của TikTok Shop của để website chính hãng. Khi mà anh chị truy cập vào đây thì hoàn toàn anh chị có thể đọc hết tất cả các chính sách của TikTok Shop. Ở đây thì có thể mình đang có việc là không biết một cái gì đó, thì anh chị hoàn toàn có thể là tìm kiếm bằng trên thanh công cụ này để biết về cái vi phạm mình có thể có khi nếu mà mình không tuân thủ, thì điểm phạt nó sẽ liên quan đối với việc đó là về tài khoản, là đầu tiên tài khoản cá nhân TikTok về đăng tải nội dung, thứ hai đó là TikTok Shop ra làm của quý anh chị. Thì ở đây ấy, nó sẽ hai phần nó sẽ khác nhau, cũng như là điểm nó cũng sẽ khác nhau, thì trong phần tới em sẽ chia sẻ thêm. Chúng ta sẽ quay lại về phần đăng sản phẩm. Về logo hàng giả hàng nhái thì chính sách bảo vệ chính sách chống hàng giả hàng nhái của TikTok Shop ở đây ấy, thì nó sẽ gồm logo, hình dạng cũng như là ngôn từ, chữ thể hiện rằng đó là từ thương hiệu. Đầu tiên là về logo, hiển thị bất kỳ tên thương hiệu, nhãn hiệu hoặc logo trái phép nào dưới bất kỳ thương hiệu, nội dung nào bao gồm trang trí thiết kế sản phẩm, video trang chi tiết sản phẩm, video và phát trực tiếp, cố ý làm mờ hoặc che giấu bất kỳ tên thương hiệu hoặc logo nào. Ví dụ như là anh chị bán những sản phẩm về thời trang thì sẽ có Adidas, Nike, Gucci, thì anh chị sẽ có những người sẽ che làm mờ đi cái phần logo có chữ Nike, Gucci hoặc là Adidas, hoặc là viết viết lái đi. Rồi thì phần các hành vi như thông tin bằng văn bản hoặc lời nói ngụ ý các sản phẩm giả mạo, như là phần tiêu đề, phần mô tả sản phẩm, phần hình ảnh, thông tin sản phẩm có từ như là thời trang Adidas chẳng hạn, đó cũng là hàng giả nhái. Là sao? Khi mà anh chị bán những sản phẩm thương hiệu như đó thì anh chị phải có giấy tờ ủy quyền. Còn đối với việc không có ủy quyền, tức là anh chị làm hàng giả và bán hàng giả hàng nhái, anh chị có thể thắc mắc đó là mình có thể bán đồ cũ. Tuy nhiên là không, nếu mà chính sách của TikTok Shop nói như vậy rồi thì nghĩa là nó đang không cho bán hàng cũ. Hàng cũ, nếu mà hàng cũ thì anh chị có thể xuất hóa đơn, anh chị cũng có thể bán được. Tuy nhiên nó không chấp nhận cái việc đó, giống bên Lazada không chấp nhận bán việc hàng cũ, hàng order, thì bắt buộc anh chị phải gọi là tuân thủ cái chính sách của TikTok Shop để gian hàng của mình không bị khóa. Bộ lọc làm đẹp gây hiểu lầm thì đây là gì? Ví dụ như người giới thiệu tác dụng kem dưỡng da, nhân vật chính sử dụng bộ lọc trắng da và làm béo quá mức có sử dụng bộ làm sáng da một cách rõ ràng, như là sao các bạn? Các anh chị bán hàng mỹ phẩm nhưng anh chị không dùng, mà anh chị sử dụng filter của
sản của cái điện thoại, thiết bị quay phim để làm gọi là méo mó kết quả thì hoàn toàn TikTok Shop có thể phát hiện ra và cảnh báo xóa đi cái video sản phẩm liên quan đối với cái tài khoản của anh chị. Tiếp theo là khi thử ấm các sản phẩm trên người mẫu, nhân vật chính sử dụng bộ chân dài quá mức, đó cũng là bộ lọc, hoặc các anh chị sử dụng tất cả các mẹo gì đó nó không chính thống, nó khiến cho nó gây ảo giác hoặc là gây nhầm lẫn đối với người xem, thì TikTok mặc định đó là bộ lọc làm đẹp gây hiểu nhầm. Tiếp theo là cố gắng chứng minh rằng mọi người trông gầy hơn khi mặc một bộ quần áo, nhân vật chính sử dụng bộ giảm béo cơ thể quá mức, hoặc người xem có thể rõ hình ảnh bị méo mó. Như là anh chị không nên sử dụng filter, anh chị nên sử dụng con người chân thật của bản thân mình và quay bằng cam thường. Hình ảnh tất nhiên không không thể mờ, bởi vì mờ cũng là một phần khiến khiến chất lượng video kém và điểm video của mình đánh thấp hơn so với bình thường. Do đó mọi người không nên có việc đó là sử dụng các filter nó gây nhầm lẫn đối với người dưới mua, người xem, người dùng. Các bạn nên là thể hiện các sản phẩm muốn chia sẻ trong nội dung và thể hiện đúng các chứng nhận sáng chế và tuyên bố liên quan đến sản phẩm đó. Về so sánh cố ý. So sánh cố ý là sao? Ở đây là tất cả nội dung không được có sự so sánh cố ý hoặc ác ý đối với các nền tảng hoặc trang web thương mại điện tử khác. Nghĩa là sao? Các sản phẩm rẻ hơn XXX trên trang web XXX, ví dụ son môi đang được bán hôm nay không phải giá 99 hoặc 99, hoặc chỉ có giá trị 99 đây, đấy nên giá rẻ hơn trên này. Các anh chị không nên làm như thế, bởi TikTok là cái nền tảng họ ra sau cùng, nên là họ sẽ kế thừa và phát và nâng cấp đối với các lỗi ở trên sàn khác. Nên là tất nhiên là anh chị có thể nói ở trên sàn Shopee, Lazada khi mà like thì rất là bình thường. Tuy nhiên trên Shopee ấy, thì họ nhận định đó là những sự so sánh nó ác ý, nó cố ý, nó hạ thấp cái uy tín của sàn khác, của website khác và của shop khác, nên là Shopee sẽ ngăn chặn cái điều này. Vì vậy thì anh chị không nên có những cái sự so sánh nó quá lố. Anh chị là rẻ hơn thôi, rẻ hơn bình thường thôi, không nên quá rẻ hơn một cách cụ thể là shop nào nó. Đại ý là khi mà anh chị nói như này thì shop TikTok shop cũng nhận định rằng anh chị đang điều hướng sang trang web khác. Ví dụ như anh chị nói rẻ hơn web xxx thì họ sẽ tìm web xxx là web gì, họ bán cái quái gì mà lại đắt hơn được TikTok shop nhỉ, chẳng hạn như vậy. Thì một cách vô ý, bởi vì là TikTok shop cũng không muốn người dùng điều hướng người xem sang một nền tảng khác, nên là khi anh chị nói trang web, địa chỉ hay các nền tảng thứ ba thì hoàn toàn cái video sẽ bị flop hoặc bị xóa. Cảnh báo. Không nên phóng đại giảm giá hoặc so sánh giá không có căn cứ hoặc trưng bày giảm giá sai sự thật. Nghe là TikTok Shop nó hướng tới cái việc nó hoàn hảo nhất có thể, và cái thông tin ở trên TikTok Shop là một cách trực quan và đúng đắn nhất. Nên khi mà anh chị mà gọi là có những ngôn từ nó phóng đại hoặc chỉ sai một giá thôi, 1-2 nghìn thôi, thì TikTok Shop hoàn toàn có thể cảnh báo quý anh chị bằng việc đó là xóa video và xóa gắn link sản phẩm. Nên anh chị cần lưu ý cái việc này để hài hòa đối với chính sách của TikTok Shop. Anh chị hoàn toàn có thể thử, anh chị có thể bị mất một vài shop hay là tài khoản nào đó để anh chị có thể hiểu dần hơn đối với cái chính sách của TikTok Shop.
Còn ngoài ra ấy, thì anh chị phải thể hiện các sản phẩm muốn bạn bạn muốn chia sẻ một cách phù hợp, thể hiện đúng giá và ưu đãi. Nói chung là TikTok Shop ưu tiên sự thật, bởi vì là họ không muốn mang tiếng TikTok Shop là một nơi truyền bá thông tin giả mạo, nên là họ đang đưa ra những cái chính sách để bảo vệ người xem cũng như là cái tiếng của TikTok. Tiếp theo, mặt hàng có thể khác biệt lớn so với mô tả, nghĩa là các bạn bán hàng cũ đi, các bạn lại đăng sản phẩm mới, một trời một vực như thế. Khi mà khách hàng mua, họ phản ánh, họ đánh giá, thì lúc đó TikTok sẽ vào cuộc và họ sẽ xử lý cái gian hàng của các bạn bằng việc đó là khóa sản phẩm và phạt cho bạn vài điểm. Thì cái mặt hàng đã giao khác biệt so với trong mô tả của sản phẩm, thì ví dụ như là một người mua điện thoại nhưng người bán gửi khăn giấy cho khách hàng, nghĩa là khi họ cái này nó liên quan đến việc đó là lừa đảo, hoặc là anh chị cố ý gửi để giống như kiểu là mình seeding đơn đơn hàng, thì anh chị tất nhiên là mình không gửi hàng chính, bởi vì hàng chính thì họ mình có bán cho họ đâu, mình chỉ nhờ họ nhận hàng và đánh giá thôi mà. Nên là ở đây thì bạn mà đang sử dụng cách này mà người mua người ta chơi xấu bạn, người ta nhận và người ta review ấy, thì hoàn toàn bạn có thể bị phạt và vi phạm chính sách, đăng tải sản phẩm nó không phù hợp, đang bán những sản phẩm khác xa với thực tế. Tiếp theo đó là một người mua quần áo nhưng người bán gửi quần xanh lá cho cây cho khách hàng, đó như là gửi sai sản phẩm, gửi sai sản phẩm cũng bị nha các bạn. Nên là các bạn phải xử lý phần chăm sóc khách hàng rất là tốt để làm sao mà hài hòa giữa người bán và người mua. Tất nhiên cái lỗi này chắc hẳn thì ít nhiều thì cũng phải gặp trong hành trình bán hàng, nên là các bạn phải có cái quy trình xử lý làm sao êm đẹp nhất có thể, đừng chỉ vì vài chục nghìn, vài trăm nghìn mà đánh mất đi một shop, một sự nghiệp trên TikTok Shop này. Theo là người mua áo phông cỡ M, người bán lại gửi cho khách áo phông cỡ L, thì nó cũng cũng là thuộc về phần gửi nhầm hàng, gửi sai hàng. Cái này cũng có thể là cố ý hoặc cố tình hoặc là vô tình, thì các bạn phải là minh bạch trong cái vấn này. Nếu mà vô ý và các bạn đã xử lý rồi, các bạn hoàn toàn có thể kháng cáo đối với TikTok Shop để họ có thể xử lý trong 7 ngày và xóa điểm phạt cho các bạn. Tiếp theo là mặt hàng đã giao có giá trị thấp hơn đáng kể so với giá quảng cáo trên mô tả sản phẩm. Đó. Ví dụ ở đây là người mua mua iPhone 12 nhưng người bán lại gửi cho người mua là iPhone 8 thì giá chênh lệch rất là cao. Nói chung là lừa đảo. Đây là một hình thức lừa đảo. Hoặc cũng thế có thể là gửi nhầm. Tiếp theo là mua một tặng một nhưng người bán chỉ gửi cho người mua là một sản phẩm. Mặt hàng đã giao hoặc các thành phần của mặt hàng bị thiếu hoặc người bán đã gửi một gói hàng giống, đó thì nó cũng liên quan đến phần đó là shipping, nên là anh chị phải shipping một cách nó thực sự là chỉnh chu, bởi vì TikTok Shop là nó mới nên là nó với cả thấy là nó sẽ tổng toàn nhất có thể mọi cái chính sách mà đưa ra ấy, thì luôn hướng tới sự hoàn hảo. Hoàn hảo đó là gì? Không lừa dối khách hàng, ví dụ xoay quanh không lừa dối khách hàng có rất là nhiều thứ đấy. Họ đã nghĩ ra được những cái chính sách để làm sao mà hạn chế những người họ có những cái lý do hoặc là có mục đích lừa đảo trên TikTok Shop không thể đạt được mục đích. Nên là anh chị có thể thấy đó là việc
mà TikTok này ấy, đưa ra những chính sách này ấy, là bảo vệ người mua, nên là anh chị cũng phải đặt mình vào người mua, đặt thử là xem là đặt mình vào vị trí của khách hàng khi mà mình mua sản phẩm và mình nhận được cái gọi là cái gói hàng như thế, mình có chấp nhận được hay không. Mình nên suy nghĩ lại là việc việc mình làm như thế là đúng hay sai cho chính bản thân mình cũng như là cho chính khách hàng. Khi mình nghĩ cho khách hàng như thế thì nó sẽ hoàn toàn đó là phù hợp. Còn bây giờ mà mình chỉ có việc là chăm chăm vào bán mà không chú trọng đến người mua ấy, thì cái việc bán hàng của mình rất là gian nan. Mà mình chỉ tập trung vào mình mà mình không tập trung khách hàng thì khi đó khách hàng sẽ rời bỏ mình. Vậy nên là các anh chị nên chú trọng từ khâu ban đầu, từ video sản phẩm, đăng tải sản phẩm, viết tiêu đề, viết mô tả làm sao mà chỉnh chu nhất, không được dối khách hàng, cũng như là trong quy trình bán hàng anh chị phải có những cái việc xử lý những rủi ro khi mà gặp phải để tránh bị việc là TikTok Shop phạt. Tiếp theo là nội dung khung hình tĩnh. Đây là về phần live stream. Thì em sẽ hướng dẫn quý anh chị live stream ở trên trang cá nhân. Thì sau đây em sẽ hướng cho anh chị về setup buổi live stream nó sẽ như thế nào, nó cần cái gì cho anh chị xem. Trên phần live stream này sẽ có hai phần, đó là live stream trên TikTok Shop là ở trên máy tính và trên điện thoại. Thì trên máy tính thì yêu cầu là phải có một 10.000 follow nhá. Anh chị ở trên TikTok trên điện thoại ấy thì không cần, chả cần bao nhiêu, không follow mình cũng hoàn toàn có thể live stream được. Còn trên TikTok anh chị like bằng máy tính để một cách chuyên nghiệp ấy, thì bắt buộc anh chị phải có 10.000 follow trên cái kênh tài khoản cá nhân. Livestream em nói qua về chính sách, sau đó mình sẽ hướng dẫn livestream sau về phần khung hình tĩnh. Thì live có khung hình tĩnh và nhân vật chính không tương tác với người xem, nghĩa là anh chị ngày xưa ấy thì gọi là anh chị chỉ cần để một cái bảng ở trong một góc tường và anh chị cứ cắm như thế, thì hoàn toàn cái việc là anh chị ra đơn vẫn có, bởi vì ngày xưa livestream của TikTok nó khá là mới, nó không có nhiều cái điều kiện để anh chị cần phải like như thế nào. Thì sau một thời gian mà có những phản hồi nó tiêu cực đối với like kiểu không bình tĩnh như thế, dẫn tới cái trải nghiệm của khách hàng nó kém đi ấy, thì TikTok Shop buộc phải ra cái chính sách live stream làm sao nó phù hợp nhất, nghĩa là không có khung hình tĩnh nữa, anh chị bắt buộc phải có người ở trong đó và nói chuyện tương tác với khách hàng một cách đầy đủ và cụ thể nhất. Anh chị nên tránh là tránh hình ảnh tĩnh hoặc cảnh tĩnh trên các live stream, tránh sử dụng các trang trình chiếu hoặc video trong live stream, nghĩa là anh chị không nên phát lại các live stream nào hoặc là phát lại các video nào để tránh bị bản quyền cũng như là bị phạt. Chỉ cần anh chị làm từ 5 đến 10 phút là sẽ có cảnh báo rồi, em đã bị rồi. Nên là không, anh chị cứ tưởng là
live bình thường là không ai quét, thực ra là người ta quét liên tục, quét quét mọi lúc mọi nơi luôn. Người ta chỉ cho tối đa anh chị nghỉ trong 5-10 phút. Do là hiện tại bây giờ nền tảng TikTok đã có tạm dừng livestream trong 5 phút, tối đa là 3 lần trong một phiên live, nên anh chị có thể sử dụng tính năng tạm dừng livestream. Tiếp theo đó là người bán không được tiến hành livestream mà không có hoạt động trên màn hình sự tương tác tích cực hoặc giới thiệu sản phẩm, như anh chị phải nói cái gì đó chứ anh chị không thể quay cái lúc anh chị đang ngủ được. Quay lúc đang ngủ như thế thì TikTok Shop hoàn toàn không chấp nhận, và nó dẫn tới trải nghiệm người mua không có. Khi đó thì sẽ không có kết quả gì đối với người mua và không thể thúc đẩy doanh số bán hàng, thì TikTok Shop cũng trả được cái gì, nên là họ sẽ không chấp nhận điều này. Tiếp theo là sử dụng khung hình tĩnh trên livestream, ghép các hình ảnh làm video, đó là anh kéo slide bằng video. Rời livestream quá lâu, đó anh chị rời livestream quá lâu. Ví dụ anh chị đang live bận bận việc bận con gì đó, anh chị lại quay đi, đó là một cái sai lầm. Tiếp theo là không nên thiếu tương tác với người xem trên livestream, nghĩa là anh chị không nên xảy ra việc đó là mình mình ngồi im, tất nhiên mình vẫn hoạt động nhưng chả nói năng gì, thì nó sẽ không mang đến trải nghiệm tốt đối với khách hàng về việc mua sắm. Do đó anh chị nên có những tác, nói chung là phải nói nhiều. Anh chị sẽ tham khảo những cái shop khác, gian hàng khác họ livestream ra sao để mình học hỏi. Tiếp theo về danh tiếng tài khoản TikTok. Danh tiếng tài khoản TikTok đối với là tài khoản cá nhân thì ở đây ấy, sẽ có cái phần nó là điểm vi phạm, là điểm phạt được cung cấp cho những nhà sáng tạo vi phạm chính sách và nguyên tắc chính sách và nguyên tắc số điểm vi phạm sẽ được cấp tương ứng với độ nghiêm trọng và tác động của hành vi vi phạm, kết quả sẽ có sau 24 giờ. Trên đây là những cái vi phạm mà anh chị cần biết và những cái hình phạt mà TikTok Shop đưa ra, anh chị cần nghiên cứu và tránh. Kháng vi phạm thì sao? Anh chị có thể kháng ngay lúc đó, và quá tam là ba bận. Anh chị phải là đầu tiên anh chị kháng không thành công, tự kháng không thành công trả kết quả về, anh chị lên TikTok hút hoặc là hỏi những người có kinh nghiệm để xem là cái vấn đề này giải quyết như nào, và anh chị áp và anh chị làm tiếp. Thì nếu quá 3 lần ấy thì thường là sẽ không giải quyết được nếu anh chị làm sai quá 3 lần, nên là anh chị nên cần cân nhắc cái vấn đề kháng cáo này để làm sao nó hiệu quả nhất có thể, tránh cái việc đó là mình làm quá nhiều nhưng mà lại làm sai cách thì hoàn toàn là nó không có kết quả gì cả đó.